Chị em có dịp đến. Chị ơi, chị coi trên YouTube ấy, chị thấy Ve là người như thế nào hả chị? Thì theo mỗi người như mỗi người một cái nhìn khác nhau, phải không? Dạ. Không ai giống ai được. Dạ. Có người thì nói tốt, người thì nói xấu, phải không? Như vậy đó. Thì mình xem á, giờ thấy được em nó, nhưng mà để theo cảnh đó, thì theo tự duyên đi, thấy không? Dạ. Đó. Theo thuận duyên á, thì nó sẽ đi tiếp đó là những cái bước đường của em đi tiếp nữa, phải không? Vậy đó. Dạ. Chúng ta không thể nào nói được đâu. Vì tại vì nói ra nói ra hơi khó nói. Dạ. Vì mình thì hiểu được cái tâm trạng đó. Vì mình cứ bị qua như vậy đó, cho nên mình hiểu được cái tâm trạng như thế. Còn khi mà người khác mình nói ra là khi người ta không hiểu nói mình là cái theo chiều hướng á. Dạ. Đó, ý là như thế, chúng ta không nên nói ra. Mình hiểu tâm mình được rồi, mình đến với em mới được rồi. Không phải ai nước rồi. Nước này cái chung này đất nước hay sao? Nước nước cúng đó. Nước trắng được. Nước trắng ha, sắp ra. Nó sắp ra đó ha, có dĩ này sao? Sắp ra ngoài bàn đó ha, dạ. Cái đèn điện ngoài. Cô này giờ đẻ con dẹp đẻ hai trăm năm mô năm mô hai trăm mô năm mô mất di đà phật năm mô a di đà phật hai ta năm mô a di đà phật hết ta năm mô a di đà phật này là nước rửa mặt dạ dạ đó cũng sẽ lấy mình rửa mặt á và sáng có liên hệ là nước trắng không, nước trà ba trà ba nước trắng ha dạ ba trà không ba trà với cái này nước rửa mặt thôi dạ nước rửa mặt thôi dạ ở đây gót trà cái ba trà chung trà thôi lấy đèn cày không có dạ, không sao không có đâu không sao cái đèn này đèn này cũng vong rồi đó dạ cũng vong ý là sao nó cũng vong rồi sao không dám sử dụng đâu không sao đâu không sao hết chúng ta cũng gửi trọn từ tâm thật chứ thật chứ thật chứ tam mô thật chứ vậy thật chứ mời bà cúng không thầy minh mời bà cúng hả hay sao á mời bà ra thắp thắp hương cầu nguyện đi thầy cha thầy cha thì ra bà gia chủ á mô phật thầy cha nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật thầy cha nam mô a di đà phật nam mô di đà phật cái này cũng là đàn thi mà cái này bà cúng trời cũng là cái thi luôn thiệt đó cùng đó với cái chị này cúng luôn đốt em bây giờ cũng khuya rồi 8 giờ hơn rồi cả nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ dưới hả đây. Thắp một cái nhang dưới lên bên ơi. Thầy ta. Dạ dạ. Đứng cùng bên đây nó bị chói đèn đó. Xong thôi là vô ha. Thầy ta một cây thắp bằng ở đĩa dưới đó. Dạ. Thầy ta. Dạ đất đai đó đúng rồi. Có ấp xã gì không? Xã Phước Hảo, ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo. 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 Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cũng nguyện trên mười phương chư Phật cùng chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát gia hộ độ cho đất đai dân tộc nơi đây. Không biết tên của các vị nơi đây, cũng xin độ cho bà cùng con cháu nơi đây được thân tâm an lạc, trí tấn thường minh, bát nhã hoa khai, cảm tâm viên mãn. Còn chẳng biết nói gì hơn. Con chúc lời, con xin khấn nguyện, nguyện trên mười phương chư Phật cùng chư Thiên Bồ Tát đồng gia hộ chứng minh cho tấm lòng con trẻ nơi đây. Xin chư vị nơi đây. Rộn rau tâm con bổn nguyện lành trên khói hương xin Phật ngài chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thi tâm đảnh lễ Nam mô Tạng hư không biên pháp giới hóa hiệu dị lợi. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tân thường trụ tâm bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tài Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát.
Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lữ hương xạ nhiệt tâm giới mong quân chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xưa kiết tường dân thành y phương ân chư Phật hiển toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Thương Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đoá Bà Gia Ma Ha. Tăng Đoá Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tăng Bàn Ra Phạn Duệ Xô Đát Na Đát Tỏa. Nam mô Tất Kiết Lật Đoá Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Lăng Đà Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thể Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đạn Đậu Đát Điệt Tha An A Bà Lô Hê Lô ca đê gà ra đê di hê rị ma ha bồ đê. Tát đỏ tát bà ma hê rị đà dựng cu lô viết mông độ lô phạn xà gia đê ma ha. Phạn xà gia đê đà ra địa rị ni thất phật ra gia gia ra mà phật ma ra mục đế lệ. Y hê di hê thất na ra xâm phật ra xá lợi phật xa phật xâm. Phật ra xa gia hô đô hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra. Ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà. Dạ di đê rị dạ na ra cẩn trì đê rị sắc ni na ba dạ ma na ta ba ha. Tất đà dạ ta bà lô kiên đê thước bạn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng đa ra bà xà gia ta bà hì 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nạn tao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thiện địa. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngũ Uẩn Giai Không Độ Dứt Thiết Khổ Ất Xá Lợi Tử. Sân Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc. Thọ Tướng Hành Thức Diệt Phục Như Thị Xa Lợi Tử Thị Chư Pháp Không Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Câu Bất Tịnh Bất Tận Bất Giảm Thị Cô Không Trung Vô Sắc Vô Thọ Tướng Hành Thức Vô Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Y Vô Sắc Thịnh Hương Vị xuất pha vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới vô vô minh diệt. Vô vô minh tận nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tầm diệt đạo. Vô tri diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tăng đoá y bát nhã ba la mật đa. Cô tâm vô quái ngại, vô quái ngại, cô vô hữu hùng bố diễn ly điên đảo. Đây, 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 nè nó ăn vô nè. Nó ăn vô đen đen rồi nè. Đúng rồi, hai vô ha. Kỳ ra. Đó, nó đang ăn vô đèn đèn hết, nó hấp vào hết miếng rồi đó. Ừ, đúng rồi. Lát nữa là nó vô sau sau một tí nữa. Đúng rồi. Nó chân trơn đẹp quá. Là hiếm dữ lắm mới có được một tặng như thế này đó. Người Hạ Nguyên á, cuối năm á, ngày rằm tháng 10 rằm lớn á. Trăng này là nguyệt thực rồi. Đang ăn từ từ lên cái chính trị. Mình lên đây không thấy đâu, có cái máy quay á, mình quay lên, mình nhìn đây thì nó sáng hết trơn, đâu thấy ăn gì đâu. Hôm nay là rằm chê nên nó có nguyệt thực này cả nhà. Đây. Mình rất là ít ha, cái chừng máy quay mới thấy. Xa quá chứ không thấy, nhưng mà dùng máy quay thì mới thấy được nha cả nhà. Mình hạn chế đưa lên những như thế cho chúng chị thông cảm nha, chỉ là cập nhật tình tiết nhà của bà ngoại đem như thế nào cho cô chú chị thôi, chứ những cái mà lúc như thế là tụi em không có quay lại. Cô ơi bây giờ thì mình về lại ở đâu rồi cô? Bây giờ chắc tạm thời là mình không? Chắc mình ở ngoài đỡ rồi sáng mình tính tiếp không. Dạ. Biết nữa. Tại vì khuya quá rồi cô ha. Dạ. Bây giờ khuya rồi chắc mình phải ra ngoài mình trở về mình tính nơi nào mình nghỉ đỡ. Thôi khách sạn. Dạ. Đó là cái xong mình mới chứ mình phải kiếm nhà nghỉ ha. Gần đây chứ. Cô có tính ngày mai quay lại đây không? Thì cũng còn ở đây đó. Dạ. Thì có duyên mình đến tiếp không sao đâu. Có thăm bà không sao. Khi thì mình cũng chơi khoảng chưa trưa mình về cũng được. Dạ. Ừ. Rồi cho cô hỏi là cô đâu lên tới rồi cô? Mình ở quận 6. À quận 6 ở Sài Gòn ha. Ừ, cũng đi xa dữ ạ. Thì tự nhiên thích đi thôi à. Không là nói để có dịp xuống thăm cho biết cái cảnh đây rồi chưa có đi qua Trà Vinh đó giờ. Dạ. Thì đó sẵn có dịp thì ở đây thì có biết bên bà đó. Dạ. Thì em đó thì mình cũng đến thăm coi thăm cho biết cảnh dưới quê làm sao mình không biết đó. Dạ. Là vậy. Nhưng mà mình khi mình đến đây rồi mình có coi có trên YouTube với lại thường có xem khác chứ. Gì không? Dạ. Ở đây thường xem nhưng mà đến đây thấy cảnh thì nói chung trời hơi tối rồi cho nên mình chỉ xem được cái phần ít thôi là đó. Dạ. Thấy được cây bồ đề thì đẹp rồi đó. Bồ đề rất đẹp luôn ha. Mà nhìn đây có thu vậy. Tại vì ngay trước nhà mình có cái cây đẹp đó ha. Dạ. Đẹp, không đẹp. Dạ. Cho anh chị. Đây, chị gái tình ở quận 6. Chị tên gì ha chị ha? Thôi được rồi. Dạ. Tên tuổi mình chi không cần đâu. Không cần đâu, mình chỉ biết rồi mình tới đây với tấm lòng. Đúng rồi. Mình chỉ đến thăm bà thôi.
không cần những không biết mình đâu. Thôi kệ, ai biết 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 thôi, không cần. Mình chủ yếu đến thăm bà, cho bà đỡ buồn á, thấy bà cũng tội nghiệp. Mình cũng xem nhiều clip mình thấy đó. Thấy bà cũng dễ thương. Nhưng mà mình chưa có, mình nghĩ là chắc chưa có duyên. Thôi kệ, khi nào có duyên đủ thì mình xuống đây chơi. Thì không ngờ hôm nay là ngay ngày rằm luôn. Đó, ngày ngày rằm thì mình mới đi đi chùa sáng rồi cái hồi trưa hai chồng mới rủ nhau. Cái hỏi thăm Thoại đó. Nó hỏi chỉ đường đó thì hỏi Thoại có đây không để biết cái gì dẫn đường vô đó. Thì chị mới có dịp đến. Chị ơi, chị coi trên YouTube á, chị thấy Ve là người như thế nào hả chị? Thì theo mỗi người một cái cách nhìn khác nhau, phải không? Không ai giống ai được. Có người thì nói tốt, người thì nói xấu, không? Như vậy đó. Thì mình xem á, giờ thấy được em nó, nhưng mà để theo cảnh á, thì theo tự duyên đi, thấy không? Đó, theo thuận duyên á, thì nó sẽ đi tiếp đó là những cái bước đường của em đi tiếp nữa, phải không? Vậy đó, chúng ta không thể là nói được đâu. Vì tại vì nói ra nói ra hơi khó nói. Vì mình thì hiểu được cái tâm trạng đó, vì mình cứ bị qua như vậy đó, cho nên mình hiểu được cái tâm trạng như thế. Còn khi mà người khác mình nói ra là khi người ta không hiểu nó, mình là cái theo chiều hướng á. Đó, ý là như thế, chúng ta không nên nói ra. Mình hiểu tâm mình được rồi, mình đến với em mới được rồi. Đó, mình cứ vui vẻ hân hỉ giờ thôi. Còn mà ai cho nghĩ sao thì nghĩ, mọi người nghĩ sao thì nghĩ ha. Chứ mình không có. Chiều mình em thấy là mình đi từ ngoài vô đó thì thấy là cái con đường nó là chị mừng đó. Bởi nãy lại là khi mà em mới chở đi dùm vô đó là chị tự nhiên trên lòng mình xúc động. Biết sao mà tự nhiên nó trời dưới xúc động vậy đó. Nó nói trời sao tự nhiên mình hên như vậy. Không ra đường đi rất là khó khăn, mình thấy mình biết chứ. Mà sau này đủ duyên mình đi vô con đường nó rất tốt đẹp, phải không? Đó, mình được có sự an lạc như thế, hạnh phúc như thế đó. Cũng là may mắn của mình mà cũng mình được hưởng phước nào đó đó. Mình nghĩ vậy đó, cho nên cũng là vui mừng là xúc động thôi chứ không có gì. Khi vừa tới đây gần là quá gần rồi. Mình đi bộ vô đoàn thì cũng khỏe. Cũng như anh em hỗ trợ chở giùm vô đó, cho nên cũng cảm ơn ha. Rồi, thì em cũng khuya rồi, em xin dừng clip tại đây, cảm ơn chị nha. Hỏi dắt chỗ nhà nghỉ á. Chúng ta về nhà nghỉ đâu đi, đúng rồi, cho bà nghỉ đi ha. Chị ăn gì chưa ạ? Giờ ra quẩy tức tàn luôn. Dạ, nước nãy giờ cũng không có đói nữa. Dạ, cái này vui no luôn rồi, ngộ. Vui quá hả chị? Nó đi vui no rồi. Dạ. Làm như đủ gì mình được đến đây hết. Dạ. Không cần gặp em nó cũng được, miễn sao đến gặp bà cũng vui thôi. Dù là không gặp chị Ben nhưng mà chị vẫn vui ha. Đó. Chúng ta khi nào có duyên mình gặp cái người ngoài không thấy thôi. Dạ rồi. Mình đến mình với cái để mình thăm bà luôn không sao. Dạ rồi. Mình thương bà lớn tuổi, nó ha cũng đang gặp bà. Dạ rồi. Thôi chào em ha. Dạ, chào chị nha.